bác sĩ sẽ tiết lộ với chị em 4 sản phẩm dưỡng da mà nhất định chị em cần phải có nếu như chúng ta đã bước qua cái độ tuổi 30 mà muốn trẻ hơn so với tuổi, thì đây là những cái sản phẩm cực kỳ quan trọng. Đầu tiên đấy chính là kem chống nắng, nhất định là không thể thiếu sản phẩm này rồi. Nó sẽ giúp bảo vệ da của chúng ta khỏi tia UVA, UVB và làm chậm cái quá trình lão hóa trên da, cũng như là ngăn ngừa những cái sắc tố như nám, tàn nhang, đồi mồi hình thành ở trên bề mặt da. Sản phẩm thứ hai cần có đấy chính là kem dưỡng ẩm. Kem dưỡng ẩm sẽ cung cấp cái độ ẩm cho da, giúp da của chúng ta ẩm hơn, mềm hơn và mịn hơn. Ngoài ra thì khi chúng ta cấp ẩm đủ cho da thì cái hàng rào bảo vệ da của chúng ta cũng sẽ khỏe hơn, đồng thời sẽ hạn chế những cái nếp nhăn li ti xuất hiện trên bề mặt da. Sản phẩm thứ ba mà chị em cần có đấy chính là AHA. AHA sẽ giúp loại bỏ những cái tế bào sừng, tế bào chết xỉn màu trên bề mặt để giữ cho bề mặt da của chúng ta láng mịn hơn này, đồng thời là hỗ trợ những cái dưỡng chất phía sau đấy nó hấp thu tốt hơn trên da. Ngoài ra thì AHA nó còn tăng cường cái độ ẩm trên da nữa. Đấy là lý do tại sao khi chị em dùng AHA thì sẽ thấy làn da của chúng ta sẽ căng hơn và ẩm mượt hơn. Chị em có thể dùng với tần suất khoảng 1 đến 2 lần trên một tuần với nồng độ từ 5 đến 10%. Và một loại sản phẩm thứ tư mà không thể thiếu trong chu trình chăm sóc da, đấy chính là retinol, với tác dụng là kích thích tăng sinh collagen và elastin, giúp da của chúng ta có một cái độ đàn hồi tự nhiên và hạn chế ngăn ngừa những cái nếp nhăn li ti hình thành trên bề mặt, giúp bề mặt da mình săn chắc hơn. Nếu như chị em nào chưa dùng retinol, hãy thêm retinol vào chu trình chăm sóc da hàng ngày nhé. Và hãy bắt đầu từ nồng độ 0,5% để da của chúng ta làm quen dần. Chị em nào cần tư vấn thì hãy nhắn tin cho bác sĩ nha.